Tại vòng loại World Cup 2026, các đội châu Á sẽ có tổng cộng 8,5 suất, 8 đội vào thẳng, một đội đá trận playoff tranh vé vớt với đại diện của châu lục khác vào vòng chung kết. Vòng chung kết ở kỳ vòng loại World Cup gần nhất, châu Á chỉ có 4,5 suất. Về lý thuyết, số lượng vé dành cho châu Á tăng gần gấp đôi, nhưng trên thực tế, cơ hội đối với các đội bóng chiếu dưới vẫn không quá lớn. Huấn luyện viên Mano Polking của đội tuyển Thái Lan tin rằng có khoảng 10 đội sẽ chiến đấu vì 3 suất này, trong đó có chúng tôi và các đội bóng có đẳng cấp tương tự. Áp lực dành cho từng đội rất khủng khiếp. Trước vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đã có ít nhất 4 đội bóng ở Đông Nam Á công khai tuyên bố mục tiêu giành vé dự vòng chung kết World Cup sau đây 3 năm, gồm đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Các đội bóng này sẽ cạnh tranh với hàng loạt đối thủ có thứ hạng cao hơn mình trong bảng xếp hạng của FIFA. Đó là các đội như Uzbekistan, Trung Quốc, Oman, Syria, Qatar, Bahrain, Kuwait, Lebanon, UAE, Iraq. Nhóm các đội này, cộng với các đội Đông Nam Á, gộp lại thành nhóm hơn 10 đội sẽ tranh 3,5 suất còn lại của châu Á. Vị huấn luyện viên mang hai quốc tịch Đức và Brazil này chia sẻ, dù sao thì cuộc đua này rất thú vị. Trước đây khi nói về World Cup, chúng tôi hầu như không có cơ hội. Nhưng lần này cơ hội đã xuất hiện, dù khá mong manh.